Đấy, nó ti ti những cái chỗ những bé bé này, khi mình làm sạch ra thì nó rất là to to giống này này. Đôi khi mình chủ qua một chút là các anh chị cứ đặt chuồng tay ke xong, các anh chị gắn ben lên, hoặc anh chị nhờ các bạn trợ thủ gắn ben lên, thì đôi khi các bạn không để ý hết đấy, thì cứ gắn ben lên rồi sau một thời gian thì răng này nó chết tủy ngay, đúng không ạ? Rất là nhiều trường hợp như thế này. Nên mình mở ra mình làm sạch, mình thấy rất là rõ cái lỗ sâu bên dưới rất là to. Đấy, đôi khi mình chỉ nhìn thấy bên bên trên nó giống như miệng nó lửa bé tí tí thôi, mà bên dưới này nó rất là to, rất là kinh khủng. Cái lỗ sâu này mà anh chị làm sạch hết có thể bệnh nhân là rất là buốt, nó vào rất là sát tủy ấy. Nhưng khi đấy có thể phải che tủy sau là hàn lên chứ không phải đơn giản chỉ là làm sạch thì hàn không đâu. Còn những cái lỗ sâu cái trên này thì cũng có thể là nó chỉ là sâu đơn thuần, nó sâu nông thôi, mình làm sạch xong mình hàn là nó ok. Còn có trường hợp sâu to như vậy thì cần phải rất là cẩn thận. Đó là một cái X-quang, cũng là cái rất là quan trọng đấy. À, những cái phần này thì đối với lỗ sâu thì mình cứ mở ra mình làm sạch hết thôi. Còn đôi khi là X-quang nó chỉ một phần, cái khám lâm sàng của mình rất là quan trọng. Các chị chú ý phần này ha. Đấy, sâu răng, khi mà sâu răng cứ để tiến triển thôi. Sâu răng ngừng tiến triển thì nó có thể ổn định tầm 6 tháng, 2 năm gì đấy. Còn nếu sâu răng đang tiến triển thì kiểu gì nó bị tiếp, nó bị tổn thương rất là nhanh. À, ngoài ra thì trong cái chỉnh nha của mình ấy thì có một số yếu tố gây tổn thương tủy. À, đó là khi mà các anh chị mà chỉnh nha thì đôi khi là mình chỉnh nha mình hơi thấy là sao vậy, 2 năm nó lâu thế nhỉ, đúng không? Mình muốn là ở 1 năm thôi, 1,5 năm thôi, thì bao giờ cũng vậy, thì mình có xu hướng là mình dùng lực lớn hơn một chút, mình kéo nhanh hơn một chút. À, thì bao giờ cũng vậy thôi, con người đa phần là còn mình muốn là làm nhanh hơn, vội vàng một chút, thì khi đó là mình dùng lực lớn hơn một chút, hoặc là do mình không kiểm soát được hết cái lực khi mình chỉnh nha ấy, thì mình sử dụng lực mạnh này liên tục mà không kiểm soát thì có thể gây ra tổn thương tủy gây chết tủy ấy. Hoặc trong trường hợp mà anh chị mà chỉnh nha mà cứ chỉnh nha lâu dài quá, thời gian lâu quá, mình kéo răng này ra trước rồi kéo ra sau, thì sau một thời gian nó di chuyển đi đi lại lại nhiều lần, bắt nó hoạt động nhiều quá, nó có thể gây nó tổn thương tủy, nó gây chết tủy. Đúng ạ. Ví dụ như là có những bệnh nhân mà chỉnh nha phòng khám này xong nhưng mà thấy nó chưa ổn lại chuyển phòng khám khác, thì đến phòng khám khác các bác sĩ lại tháo mắc cài ra gắn và chỉnh lại từ đầu chẳng hạn, thì nó lại kéo dài thêm thời gian. Và có những bệnh nhân chỉnh 4 5 năm vẫn chưa chưa đâu vào đâu cả, thì khi mà thời gian kéo chỉnh nha lâu dài như vậy thì nguy cơ nó tổn thương nó tăng lên. Đấy, như kiểu một người thôi, tức là bắt người ta làm việc lâu quá thì người ta yếu đi đúng không ạ, dần dần người ta yếu đi thôi, có thể là tổn thương tủy này, tiêu chân răng hoặc là nhiều vấn đề khác nữa. Và khi mà các anh chị kiểm tra này, khi anh chị khám ban đầu ấy, thì thấy ví dụ như răng này có để đổi màu này, đổi máu này thì nguy cơ cao nó chết tủy nhá, không phải khi nào nó là chết tủy đâu, mà nguy cơ cao như vậy nó có thể một số nguyên nhân nó nhiễm màu nhưng mà nhiễm màu nội sinh này thì ở một răng đơn độc thì nó ít lắm, khả năng cao là răng mới có chấn thương, nhưng mà chấn thương nó có 2 kiểu, một là có thể hồi phục được hoặc không hồi phục. Thì khi ban đầu chẳng hạn đấy, các anh chị mà gặp chấn thương răng ấy, rồi như là đá bóng nhỉ, trẻ con đá bóng nó chơi đá bóng thì quả bóng nó ấy vào chẳng hạn, va chạm vào răng thì có thể xung huyết tủy, nhưng mà sau được mấy hôm đấy thì cái xung huyết đấy nó hết và tủy răng có thể nó trở lại như bình thường, nhưng mà sau một thời gian thì cái chỗ mà máu nó chảy ra ấy, thì nó đã phân giải các cái hemoglobin nó tạo ra cái phần này yếu tố sắt hả, thì nó cũng có thể gây tạo ra các màu đen này, nhưng mà răng nó không chết tủy, chứ không phải khi nào mình cũng thấy là răng nó đổi màu màu đen thế là mình điều trị tủy thì nó chưa được chưa đúng lắm. Thì có những răng là chẩn đoán là chết tủy rồi nhưng khi mở ra bệnh nhân vẫn đau máu tươi vẫn chảy ra, thì cái đấy là một chẩn đoán nó không được chính xác đúng không ạ? Do đó khi mà anh chị chẩn đoán thì anh chị phải là kết hợp thêm khám lâm sàng, thử nghiệm điện, thử nghiệm nhiệt này hoặc điện này, hoặc là các anh chị gõ răng, các anh chị kiểm tra thêm X quang nữa thì mình có thể kết luận được. Nhưng mà đa phần là những trường hợp đổi màu thì chắc chắn nó có tổn thương rồi, nó có một cái gì đó khác biệt không ạ? Đấy, khi ví dụ khi các anh chị chụp X quang có thể thấy là kiểm tra xem cái phần chóp có vấn đề gì không, có thể thấu qua một chóp chẳng hạn, mình nghi ngờ cao hơn đúng không ạ? Đối với những trường hợp này thì mình điều trị. Đối với trường hợp mà ban đầu ấy thì với các cái lỗ sâu ấy thì mình báo dưỡng bệnh mình sẽ làm sạch hết và mình hàn lại. Hàn thì tùy cái trường hợp của từng người đấy, quan điểm từng người đấy, có người thích hàn bằng Fuji, có người thích hàn bằng Composite, hoặc thậm chí có người vẫn hàn bằng Apanga. Thì mình thấy vẫn thấy là có bệnh nhân đến với phòng khám mình thì bệnh nhân cũng có mỗi mỗi hàn mới, thì hỏi bệnh nhân mới có mấy tháng vẫn có mỗi hàn bằng Apanga. Thì thực ra thì cái mỗi hàn Apanga thì nó cũng khá là tốt thôi, nó độ cái bám nhưng nó tốt, vì cái độ ăn mài mòn tốt và cứng tốt. Tuy nhiên là như người ta có nói là thủy ngân nó độc với môi trường này, độc với bác sĩ làm, và thậm chí với bệnh nhân khi mình kiểm soát tốt, các chị cho vào răng bệnh nhân, các chị tám, các chị hàn và
cái chất hàn nó thừa là nó dư ra chẳng hạn, khi mà nó chưa cứng hết rơi vào miệng bệnh nhân hạ, nó cái độc. Nhưng mà khi mà nó đã ổn định rồi, nó cứng hết trong răng rồi, thì đôi khi mình không cần thiết phải lấy ra, khi đó nó khá là bình thường, khá là an toàn. Đấy, thì nhưng mà hiện nay thì người ta không không khuyến cáo dùng mà đâu ạ, vì nó có thủy ngân. Như bên mình thì mình không dùng, mình dùng chủ yếu là Fuji hoặc là Composite thôi. Nhưng mà mình vẫn thấy một số anh chị sử dụng Viagra. Thì với một lỗ sâu ấy thì mình sẽ làm sạch, mình hàn lại này. Trong trường hợp mà sâu sát tủy thì các anh chị nên che tủy lại. Hoặc có thể trong trường hợp mà bệnh nhân mà đó có là tổn thương tủy rồi trong giai đoạn đầu ấy, anh chị có thể cân nhắc việc là lấy tủy buồng và mình che tủy sau, mình hàn lại lên chẳng hạn. Còn trường hợp răng chết tủy rồi thì mình điều trị tủy, đúng không ạ? Mình điều trị theo từng trường hợp thôi. Có tổn thương cuống thì mình có thể điều trị thêm, có thể cần phải là phẫu thuật lấy cái nang đấy và cắt cuống hay gì không. Hay còn nếu như mà trường hợp mà nang nhỏ mà mình điều trị ở nội nhà đơn thuần có thể tiêu được thì mình không cần phải là xử lý can thiệp vật cuống thêm. Thứ hai là với trong quá trình mà anh chị chỉnh nhà ấy, thì bao giờ cũng vậy, lực nhẹ liên tục, đúng không ạ? Như mình thì học chỉnh nhà thì mình đều biết là chỉnh nhà mình sử dụng là lực nhẹ liên tục thì nó giúp tác dụng di chuyển răng nó tốt hơn rất là nhiều so với dùng mà lực mạnh nó cắt quãng, đúng không ạ? Dùng lực mạnh thì nó có thể tạo ra hiệu ứng là thoái hóa kính, thì nó gây ra cái hiện tượng là cái răng của mình nó di chuyển rất là chậm, bởi nó phải huy động các cái tế bào thực bào từ phía rất là xa đến vùng xung quanh đến để tiêu hóa hết cái phần thoái hóa đấy, phần thoái hóa kính đấy. Bởi vì trong cái phần thoái hóa kính nó không có các tế bào, không có mạch máu, nó không có mạch máu cho nó là nó không tiêu được. Còn trong khi trường hợp mình dùng lực nhẹ liên tục thì khi nó vẫn cái các mạch máu đó nó bị ép lại thôi, tức là vẫn có sự lưu thông máu ở đó và nó vẫn tiêu xương được, vẫn tiêu nhanh hơn. Còn đôi khi là mình dùng lực lớn quá nó lại không, nó lại làm tác dụng ngược lại, là di chuyển chậm hơn và gây ra rất là nhiều biến chứng. Một số anh chị có hỏi mình là răng này điều trị tủy rồi thì nó có di chuyển được chỉnh nha không, nó có chỉnh nha hay không, hoặc là răng này chết tủy bây giờ phải làm gì. Thì các anh chị, được thứ nhất đối với răng chết tủy thì như mình vừa chia sẻ, anh chị điều trị tủy thật là tốt, răng mình vẫn chỉnh nha như bình thường. Còn đối với răng đã điều trị tủy được rồi thì anh chị cần kiểm tra thêm. Thứ nhất, kiểm tra vùng xung quanh răng. Mình răng, cái bản chất của răng di chuyển là đảm bảo là do cái phần dây chằng quanh răng. Nếu phần dây chằng quanh răng nó vẫn còn nguyên vẹn, nó ổn định, thì anh chị di chuyển như bình thường. Ví dụ đôi khi là anh chị làm phục hình sứ rồi thì khó gắn mắc hai một chút thôi, vẫn gắn được á. Mình thì mình vẫn làm, vẫn gắn được, vẫn làm, vẫn kéo chỉnh nha được bình thường. Còn trong trường hợp mà cái răng của anh chị điều trị nó chưa được tốt, hoặc nó có một vài biến chứng, ví dụ nó vẫn đang còn ổ viêm xung quanh, anh chị chụp phim thấy vẫn còn cái nang này, hoặc là vẫn còn lỗ giò này, hoặc là bệnh nhân vẫn bị đau hay gì ấy, thì khi mình điều trị chỉnh nha thì nó không đảm bảo cho mình khi mình chỉnh nha, nó làm lây lan thêm cái ổ nhiễm khuẩn này, đúng không ạ? Cái thứ hai là răng mình đang đau thì điều trị không được rồi, nên mình có nói là mình phải giải quyết tất cả các vấn đề đấy trước khi mình chỉnh nha, đúng không ạ? Cái trường hợp thứ hai, khi mình kiểm tra ấy, thì răng của bệnh nhân bị cứng khớp, răng của bệnh nhân bị cứng khớp tức là cái chân răng và xương dính lại với nhau, thì khi đó mình không thể kéo được, răng này không thể di chuyển được chỉnh nha. Mà anh chị muốn kéo từ vị trí này vị trí khác anh chị phải phẫu thuật thôi, nó phẫu thuật là gọi là di chuyển vị trí của nó, có thể là cắt xương vỏ anh chị đẩy, đúng không ạ, khối thì nó mới di chuyển được. Còn trong trường hợp nó dính khớp rồi anh chị kéo nó không thể di chuyển được đâu, cho anh chị nghiêng nó cong được một chút xíu thôi nó không không chạy được, bởi bản chất xung quanh nó không có cái phần dây chằng nhà chu, nó không có mô nhà chu để có thể là giúp cho cái răng nó di chuyển được. Cái vấn đề thứ tư mình cũng gặp đó là cái tiêu chân răng. Tiêu chân răng thì rất là nhiều anh chị gặp, mình có thấy gặp những bệnh nhân từ một số phòng khám khác, bệnh nhân chuyển ra bệnh nhân khám thì khám thì tư vấn không thôi, bảo là em thấy cái răng này của em lung lay nhưng mà em không tin tưởng ở chỗ kia chẳng hạn. Đấy thì mình có gặp một số trường hợp là tiêu chân răng khá là nhiều, thì tất nhiên là khi mà cái chân răng của mình nó nằm lòng xương nhiều, nó đảm bảo độ dài ấy, thì là nó có thể là cái răng của mình nó vững. Nhưng mà khi mà ra chân răng tiêu nhiều thì là cái mức độ chân răng trong xương nó ngắn quá, không đảm bảo cho cái lưu giữ răng thì có thể lung lay. Hoặc là có trường hợp mà bệnh nhân đang di chuyển chỉnh nha, đang di chuyển trong chỉnh nha có thể lung lay, đúng không ạ? Thì thông thường khi những trường hợp đấy thì mình vẫn có khám cho bệnh nhân, và sau đấy thì bảo là hiện tượng trước đây thì mình không rõ như nào, nhưng mà hiện tại mình khám thấy thế này, tức là có chân nào nó ngắn, không biết là có phải là tiêu hay không. Tiêu thì cũng có thể là tiêu từ trước rồi hoặc là thế nào, hoặc là đấy, nhưng mà hiện tại là bây giờ chân răng nó hơi ngắn một chút, thì mình có thể trao đổi lại với bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân để được biết thêm chi tiết. Còn đôi khi mình cứ bảo là bệnh nhân đến với mình bảo ui giời ơi, chỉnh nha này là tiêu hết chân răng rồi, chưa đúng, đúng không ạ? Có thể là bệnh nhân có tổn thương từ trước đấy rồi, bệnh nhân có thể có sang chấn từ trước đấy rồi, hoặc là bác sĩ trước nữa điều trị cho bệnh nhân thì nó bị tùy chân hại, đúng không ạ?
hoặc là cũng có thể là bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân rồi, nhưng mà đôi khi là mình có gặp một vài trường hợp là bệnh nhân đến khám thì một số người bảo là ông này làm tốt, ông này kia làm tốt đấy, cho nên là tiêu chân. Nhưng thực ra là tiêu chân răng nó có nhiều nguyên nhân khác nhau, một trong nguyên nhân đó là chỉnh nhà dùng lực không tốt, lực mạnh quá này, đúng không ạ? Thì khi mà chân răng nó ngắn đi thì anh chị thấy là chụp phim X quang cái mình thấy ngay, đúng không ạ? Hoặc là đôi khi anh chị khám thì có thể phát hiện được. Thì thông thường nếu trong trường tiêu ít ấy, thì có thể mình khám lâm sàng mình không phát hiện đâu, mà khi mà mình chụp X quang khi mình cần đánh lún răng hoặc di chuyển răng nhiều ấy, hoặc di chuyển răng khó, thì thông thường là khoảng tầm 2 đến 3 tháng các anh chị nên cho bệnh nhân chụp X quang một lần. Anh chị khoảng tầm 2 đến 3 tháng gì đấy. Nhưng mình thì mình thông thường thỉnh thoảng là cho bệnh nhân chụp trong trường hợp mà việc đánh lún nhiều này, hoặc là kéo rất nhiều, thì khoảng tầm 3 tháng gì ấy, thì có thể là chụp vào pano cũng được, hoặc anh chị chụp cận chóp với bệnh nhân được. Cận chóp thì nói chính xác hơn, còn pano thì mình nhìn được nhiều răng hơn. Đa phần đến trường hợp này mình phát hiện chủ yếu dựa vào X-quang thôi. Còn trừ trường hợp nào nó tiêu chân răng nhiều quá, nó gây răng lung lay nhiều này, hoặc răng tổn thương chết tủy có mủ cái gì đấy thì mình mới phát hiện dễ. Còn không thì những trường hợp tiêu chân nó diễn ra rất là âm thầm, rất là từ từ đấy, và đó là các anh chị phải thường xuyên kiểm tra trên X-quang khi mà mình có sử dụng lực nó kéo dài này, hoặc sử dụng lực lớn di chuyển răng nhiều thì cần X-quang. Khi mà chân răng nó tiêu nhiều thì nó nguy cơ là lung lay răng nhiều hơn, răng nó sẽ giảm tải lực, nó nguy cơ là mất răng về sau rồi, đúng không ạ? Khi đó có thể là ngay chỉnh nhà trước, nhưng mà sau một vài năm lại là phải cắm implant cho bệnh nhân, cái đấy rất là vất vả, rất là mệt, đúng không ạ? Đây ví dụ một số cái hình ảnh về cái tiêu chân răng, đúng không ạ? Mình thấy cùng răng cửa này tiêu rất là nhiều, rất là hay gặp trong trường hợp mà một là anh chị đánh lún răng nhiều này, lún răng mà anh chị sử dụng lực quá lớn, hoặc là trong trường hợp mà anh chị mà kéo ấy, kéo lùi khối ấy, đôi khi là ban đầu anh chị làm đều làm phẳng xong hết này, nó chia ra này, sau anh chị kéo lại rồi lại nhả ra kéo lại, kéo đi kéo lại nhiều lần, vừa đánh lún nữa, kéo cái tiêu rất là nhiều. Hay thậm chí có những răng hàm nữa, nhưng mà hàm nó có thể nó tiêu chân. Thì tiêu chân có thể cho bản chất là cho mình dùng lực này, lực chỉnh nha, thì nó quá trình tiêu xương mà nó tiêu chân răng luôn. Hoặc như mình có nói trong trường hợp mà tổn thương gây chết tủy, nó tạo thành các nang hoặc ấy, các vấn đề khác nó có thể gây tiêu chân răng. Hoặc là một cái trường hợp mà mình rất là hay gặp thì không biết là các anh chị nào gặp. Như mình có nói cái hiện tại mình khám cho bệnh nhân mình thấy chân răng này nó ngắn đó, là mình nói tiêu nó chưa chắc là phải do bác sĩ chỉnh nha đâu ha. Thế có thể trước đó bệnh nhân có khối răng thừa răng gầm, hay gặp nhất là cái răng ba chẳng hạn đấy, răng ba nó gầm chẳng hạn, thì nó gây tiêu những cái chân răng cửa ấy. Đấy, có anh chị nào gặp không ạ? Cái răng ba gầm ấy, cái túi túi của mầm răng ba, thì bản chất của cái túi mầm răng ấy, khi mà răng mọc nó gây tiêu xương và gây tiêu chân răng, đúng không ạ? Ví dụ cái răng ba của mình nó mà đâm ra cái vùng răng răng một răng hai phía trước thì nó có thể gây tiêu chân răng. Thì khi mà ban đầu bệnh nhân đến với mình thì bệnh nhân đã được chỉnh nha rồi, đã lọc lấy răng gầm rồi, nhưng mình không biết cái vấn đề đấy, và bệnh nhân cũng cũng nghĩ là nó chẳng liên quan gì cả, nên bệnh nhân không nói với mình, hoặc là đôi khi bác sĩ tước chủ quan ấy, bác sĩ không nói cho bệnh nhân là các răng của bệnh nhân đã bị tiêu chân rồi, hoặc là đôi khi là nói nhưng bệnh nhân không để ý hoặc bệnh nhân quên. Và đôi khi mình đến với mình lại tiêu chân răng, bảo ông bác sĩ làm thế nào mà tiêu hết chân răng này đấy, nên là một cái là không tốt cho đồng nghiệp của mình rồi đó. Đôi khi là mình thấy như vậy, đôi khi là nó tiêu từ trước rồi chứ không phải do chỉnh nha đâu á. Đôi khi là mình cần phải khai thác kỹ tiền sử của bệnh nhân. Khi mà cái trong quá trình bệnh nhân đang chỉnh nha thì sự tiêu chân răng hay tiêu xiêm ấy có thể xảy ra. Tuy nhiên là một số nghiên cứu người ta có nói là cái tiêu ấy nó có thể nó hồi phục được một phần, tức là cái sự lắng đọng canxi trở lại. Tuy nhiên là đa phần là mình thấy khi mà tiêu chân răng nhiều đấy thì nó không để một thời gian, nó không phục hồi lại đâu. Nó rất là khó, nó có được nhưng mà khó, rất là khó. Như mình thì có thể là do mình chưa gặp ạ, hoặc là thời gian mình theo dõi nó không đủ dài, không đủ nhiều. Nhưng mình thấy là khi mà tiêu chân răng mà nhận ra được cái X quang ấy, mình nhìn thấy nhiều ấy, thì mình thấy là sự hồi bồi đắp lại sau mình chụp lại phim này gần như nó không thay đổi, chỉ mà tiêu nhiều hơn thôi. Đấy, tức là do cái quá trình là như là lỗ sâu cũng vậy thôi, sự hủy khoáng nó lớn hơn, nó diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn, lớn hơn so với sự tái khoáng, đúng không ạ? Như khi anh chị thấy là trong cái nghiên cứu sâu răng, đúng không ạ? Tức pH của mình này, pH của mình ban đầu là khoảng tầm 7, đúng không ạ? pH trung tính khoảng 7. Nhưng khi pH giảm xuống 5,5 là có sự hủy khoáng, đúng không ạ? Sự hủy khoáng, nhưng mà trong giai đoạn là khoảng tầm là 5,5 đấy thì vẫn có sự hủy khoáng và có sự tái khoáng hóa, đúng không ạ? Tuy nhiên khi pH giảm xuống dưới 4,5 thì sự là hủy khoáng thôi, chứ không có tái khoáng nữa. Có thể là ở cái tiêu chân răng của mình nó gần giống như vậy. Khi mà sự hủy khoáng nó lớn hơn tái khoáng hóa thì mình thấy là chân răng nó tiêu đi mà nó không có sự bồi đắp lại. Thông thường là theo các cái một số nghiên cứu thì người ta có nói là
trong khi mình chỉnh nha, nó cũng sẽ bị tiêu, nhưng tiêu nhiều hay ít thôi. Đó, nên tiêu cái mức khoảng tầm 10% nó là chấp nhận được trong chỉnh nha. Còn tức là cái mức độ khoảng tầm từ 1,2 mm thôi, một chút thôi. Cái chân răng của mình nó nằm trong xương khoảng tầm hơn 10 mm đúng không ạ? Đấy, khi đó thì mình thấy tiêu là khoảng tầm 1,2-1,5 mm. Đấy. Còn trong trường hợp là dưới 2 mm, cái chân răng của mình nó còn khoảng tầm trên 80% ấy, thì cái chân răng của mình nó vẫn đảm bảo sự vững ổn khi trong xương. Đấy, thế anh chị nào làm phục hình ấy, làm phục hình mà mình thấy là chiều dài thân răng lâm sàng nó ngắn quá, mình có thể sử dụng chỉnh nha, mình làm trồi răng ấy, để là có được cái chiều dài thân răng lâm sàng lớn hơn ấy, thì khi đó là vẫn đảm bảo đúng không ạ? Thế mình làm trồi răng thì bản chất là cái chiều dài chân răng không đổi nhưng mà nó bị kéo lên trên, thì khi mình thấy là chiều dài trong xương nó bị giảm đi, nhưng khi đấy nó vẫn đủ vững ổn đó, tức là với khoảng tầm dưới 20% hoặc dưới 20 mm thì mình vẫn thấy là răng của mình nó vẫn vững, đảm bảo được như bình thường. Thì đây là một số cái hình ảnh minh họa về cái sự sự tiêu chất chân răng. Thì trường hợp là ví dụ, chiều dài chân răng nó bình thường này, hoặc ví dụ nó tiêu chân răng này ít hơn 2 mm này, thì hai trường hợp thứ nhất chiều dài chân răng bình thường hoặc là tiêu ít hơn 2 mm thì vẫn đảm bảo được cái sự ổn định của răng. Đấy, răng vẫn là bình thường, nó không bị lung lay hoặc không bị tổn thương nhiều. Còn trong trường hợp tiếp theo nữa, tiêu nhiều hơn chút, từ 2 mm đến khoảng tầm 1/3 chiều dài chân răng, thì khi đó mình thấy là răng nó lung lay rồi và có thể là nó vẫn ổn nhưng mà nó không đảm bảo được cái chức năng như 100%. Đấy. Và cái trường hợp thứ tư là mình thấy là tiêu trên 1/3 chân răng, thì khi đó răng của bệnh nhân đã lung lay nhiều rồi. Có những bệnh nhân cảm giác là sờ vào muốn răng nó muốn rơi ra ngoài ấy. Thì mình có từng gặp bệnh nhân như vậy. Các bệnh nhân đến với mình thì mình gặp là bệnh nhân có răng lung lay rất là nhiều. À, thậm chí là có khi mình ấn vào thì có thấy cái phần mủ phần phần miệng ấy của bệnh nhân, và chụp cái X quang thì mình thấy là cái chóp chân răng tiêu khá là nhiều, thì khi đó mình không dám chạch vết gì đâu. Thì bệnh nhân đến với mình bảo là nhờ 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 tháo bác cài, đã nhờ tháo bác cài, nhưng mình bảo là em có thể là trao đổi lại với bác sĩ của em, thì anh thấy là cái răng này đang lung lay này, chân răng nó hơi ngắn, thì có thể trao đổi lại để cái mắc cài đấy nó cố định hơn. Mình sợ khi đấy mình sợ là bị mình tháo mắc cài ra cái răng này nó rơi ra ngoài ấy, thì nó vất vả. Trong trường hợp đấy thì mình sẽ là để giữ nguyên như vậy để một thời gian điều trị hết những vấn đề xung quanh, ví dụ là bệnh nhân đang có vấn đề về mủ đúng không ạ, hoặc là có cao răng gì mình xử lý hết cao răng này, có túi ganh răng nạo túi ganh răng này. À, nếu mà không được nữa thì mới bỏ răng này thôi, còn mình vẫn cố giữ lại răng. Và trong trường hợp đấy thì mình vẫn sử dụng cái mắc cài và dây cung của bệnh nhân như là cái nẹp nhà chu đấy, để giữ cái răng đấy khoảng tầm 3 tháng đấy, cho nó cái phần xương có thể bồi đắp trở lại. À, tất nhiên là không cái phần chân răng là rất là khó để mà nó hồi phục được, nhưng mà cái phần xương xung quanh nó có thể hồi phục được và có thể là giúp cho cái răng đấy chắc lại một phần. Còn khi mà răng lung lay nhiều như vậy mà anh chị vẫn tháo mắc cài ấy, thì nguy cơ là tháo mắc cài xong thì cái răng đi theo mắc cài luôn. Là mình tháo bỏ mắc cài ra ngoài mà cái răng đấy sau nó cũng rơi ra ngoài. Đó, trường hợp đấy thì mình sẽ hạn chế cái can thiệp vào đấy, mà mình chỉ xử lý những nguyên nhân gây viêm, có cao răng hoặc là cả thức ăn này gì mình loại bỏ, hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh răng miệng này, sử dụng thuốc này và sử dụng nước súc miệng, vẫn để những cái dây cung mà mắc cài đấy cho bệnh nhân để nó tạo thành một cái nẹp nhà chu ấy. Mà tốt nhất là có thể trao đổi lại với bác sĩ của bệnh nhân để có thể là có cái hướng xử trí tốt hơn cho bệnh nhân, nên không nên tháo mắc cài vội. Đôi khi nhiều người thì bệnh nhân thấy răng đều hết rồi, đẹp hết rồi thì muốn tháo mắc cài luôn, nhưng mà các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân có thể là tế nhị hơn một chút. Như mình thì mình không khéo nói lắm. Như ngày xưa thì mình có gặp một vài trường hợp là ví dụ như bệnh nhân đến nhưng mà mình cứ gần như mình nói hơi tuyệt, có gì mình nói đấy, thì cũng không tốt cho bệnh nhân mà không tốt cho bác sĩ đang điều trị. Thì khi bệnh nhân nghe thấy bệnh nhân hơi sốc, thứ hai là gây khó dễ cho bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân thì nó không hay. Thông thường khi đấy thì mình có thể mình trao đổi lại với bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân thì có phương án nó giải quyết tốt hơn. Đấy là cái điều mà không ai mong muốn đúng không ạ? Đây là một số cái trường hợp đúng không ạ? Thì đánh lún này, thì khi mà sử dụng đánh lún các chị lưu ý lực chỉnh nhá của mình là lực nhẹ liên tục đúng không ạ? Và lực đánh lún là lực nhẹ nhất. Thì thông thường khi mà các anh chị đánh lún răng ấy, với răng cửa này thì răng cửa trên thì về lực đánh lún mỗi răng khoảng tầm 15 đến 20 gram đúng không ạ? Răng cửa dưới khoảng tầm 10 15 gram. Đó, các anh chị là kéo chun thì mình thấy ví dụ như là chị đánh lún 4 răng thì lực nó khoảng tầm là 60 80 gram đúng không ạ? Các cái chun chun của mình ấy, chun ví dụ chun 30 anh chị test lực ấy, mình hay hướng dẫn anh chị test lực là bình thường là khi mà trên bao bì bao giờ người ta ghi là các cái loại chun đấy, ví dụ chun là 3,5 ohm thì lực của nó khoảng tầm gần 100 gram.
một ông khoảng tầm 28, hơn 28 một chút, thì ba với ông khoảng tầm 99,2, mình nhớ không nhầm như vậy. Thì anh chị khi mà anh chị kéo giãn gấp 3 lần đường kính của nó thì nó đạt được cái lực như vậy. Tức là anh chị là ví dụ chun 1/8 hạn thì kích thước của nó là 3,2 mm, thì mình kéo cái giãn gấp 3 lần là 9,6 mm. Mình tính 1 cm đi, mình kéo ra khoảng 1 cm, lực đấy 100 g. Thì khi mà anh chị kéo cái chun chun chuỗi của anh chị như vậy, thì anh chị chỉ test đấy, hoặc là anh chị buộc hai cái đấy với nhau, anh chị kéo thôi, mình không biết được lực bao nhiêu, mình kéo hai cái đấy với nhau, thì cái chun 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 liên hàm của anh chị kéo giãn gấp 3 lần đường kính tạo được lực 100 g, thì chun chuỗi của anh chị cũng tạo được lực 100 g. Anh chị kéo như vậy thôi, kéo ra tạo 100 g rồi. Còn nhiều anh chị mình thấy là gấp đôi chun này hoặc kéo rất là mạnh thì cái lực rất là lớn, thì đôi khi mình kéo không kéo nổi cái chun, lực rất là lớn, nên nguy cơ tiêu chân răng nhiều hơn. Đó, khi mà đánh lún này thì dùng chun chuỗi chị phải chú ý nhé. Lực nhẹ liên tục, tận lực nhẹ thôi. À, lực khoảng tầm mà mỗi răng chia ra là 15 đến 20 gram. À, tất nhiên là cái chị có nói là khi mà mình đi chơi cung này thì nó vẫn là tải lực thêm cho các răng khác, nhưng mà mình thấy là nó vẫn là ví dụ khi mình kéo này lực vẫn chủ yếu tập trung vào bốn cái răng cửa này, rất là ít ra cái răng sau này, cho nên các chị lực khoảng tầm 100 gram gì thôi, chứ không được nhiều quá. Nhược nhiều quá là sau trong thời gian mình thấy là chân răng nó cụt ngủn đấy, anh chị cần phải lưu vấn đề này. Đấy, thông thường là khi chị đánh đún răng cửa thì có thể dùng nhiều cách thôi, chị có thể là căm vít này, anh chị bẻ dây cung mới hoặc là dây cung cung đánh đún cũng tiện ích, cung đi két đấy, hoặc là anh chị có thể là dùng dây spi ngược hay dây cung cong ngược anh chị thì đánh đún. Tuy nhiên mình cần phải lưu ý cái lực lực khi mình tác dụng này là lực nhẹ liên tục thôi, đừng dùng lớn quá mạnh quá thì nó gây tiêu chân răng rất là nhiều. Cái thứ hai là khi mà mình sử dụng lực ấy, thì ngoài cái độ lớn của lực thì còn liên quan thời gian tác dụng lực. Như mình có nói giống như là mình cho nó đi di chuyển đoạn đường ngắn này này, mình bắt đi đi lại lại nhiều lần này đúng không ạ? Tức là cái làm tăng cái mức độ hoạt động của nó lên, cũng làm tăng nguy cơ tiêu chân răng lên. Thì do đó là chị cần phải lưu ý về thời gian điều trị, thời gian kéo răng, thời gian chỉnh nha của mình nhé. Thì mình rút ngắn thời gian điều trị cho nó tốt hơn, nhưng không phải là bằng cách mình tăng lực lên đâu. Tăng lực lên là đôi khi nó phản tác dụng rất là nhiều, hoặc là trường hợp mà có cái tổn thương quanh răng, anh chị có chấn thương răng từ trước nó gây ra cái tổn thương nang này, u nang hoặc viêm nhiễm vùng quanh chóp, nó có thể gây tiêu chân răng. Hoặc là ví dụ như là như lúc nãy em có chia sẻ là ví dụ răng ngầm chẳng hạn đấy, răng ngầm cái bao túi mầm răng nó gây tiêu chân răng chẳng hạn, hoặc là các vấn đề tổn thương khác gây nang trong cái xương hàm mình có thể gây tiêu chân răng. Đấy, tiêu chân răng thì hay gặp nhất là vùng răng cửa khi mình đánh lún mình dùng lực lớn. Răng hàm có nhé, răng hàm ví dụ khi mà em có chia sẻ anh chị là mà đánh các chị làm nâng khớp ấy, hoặc là chị làm có cái cản trở khớp cắn ở đấy, nó có thể gây tổn thương vùng quanh chóp răng, có thể gây tiêu răng. Thế đấy là một số cái giải pháp cho mình, quan trọng nhất là mình phải biết được cái nguyên nhân nó là gì. Cái nguyên nhân cho lực đánh đun lớn thì mình sử dụng lực vừa phải thôi, đánh đun răng cửa thì lực khoảng tầm 15-20 g, răng cửa dưới khoảng tầm 10-15 g răng thôi. Đây là cái lực lực nhẹ nhất trong chỉnh nha. Lực tịnh tiến này chị lớn hơn đúng không ạ? Lực xoay răng nó cũng lớn hơn, hoặc lực làm trồi nó một chút, còn lực đánh lún thì là lực nhẹ nhàng thôi. Thông thường là thời gian đánh lún thì mình sẽ kiểm soát thời gian này, không nên là kéo dài quá. Bình thường anh chị khoảng tầm 6 tháng thôi, hoặc là đến 8 tháng thôi, không nên kéo dài quá. Đôi khi mình thấy là bệnh nhân cơ hở lợi rất là nhiều, cơ hở lợi 4 mm chẳng hạn. Anh chị mà muốn đánh lún như vậy, nhưng mà như mình lúc nãy mình có chia sẻ, cái cơ hở lợi của bệnh nhân đến tầm 4-5 mm thì mình đánh đún răng cửa 4-5 mm thì khá là khó. Anh chị có thể dùng vít cho chị đánh đún thêm được, nhưng mà đối với chị nhà đơn thuần không có vít thì nó khó hơn. Còn nếu trường hợp mà cơ hở lợi nhiều quá, mình có thể cân nhắc trường hợp là đánh đún một phần thôi và kết hợp với cắt lợi, hoặc là anh chị có thể là phải cân nhắc vấn đề phẫu thuật xương để tránh trường hợp ví dụ khi mà mình đánh lún nhiều quá không đánh lún được đúng không ạ? Đôi khi nó cần gây mong muốn của mình kéo vào nhiều là tiêu chân răng, thậm chí không không răng nó không lún được bao nhiêu gây tiêu chân răng nhiều. Và anh chị kiểm tra bằng cách là chụp X quang đó, thì mình có nói là ở tầm khi mà chị đánh lún hay gì ấy, thì kéo răng nhiều quá, răng di chuyển nhiều quá thì mình nên là chụp phim một tầm 3 tháng một lần. Anh chị chụp cận chóp hay chụp pano đều được. Thông thường mình có thể chụp cận chóp nó nhanh gọn. Và với những răng mà đã có hiện tượng tiêu, mình phát hiện ra các bất thường, nó tổn thương rồi ấy, anh chị có thể cho bệnh nhân dừng thời gian khoảng tầm 2-3 tháng nhé. Như mình có nói thì nó giống như là mình vẫn để nguyên dây cung như vậy, mình không tác dụng lực thêm vào, thì có thể giúp được cái răng của mình nó cố định lại giống cái nẹp nhà chu của mình ấy.
Đấy này, thầy chú ví dụ trong trường hợp mà răng lung lay đúng không ạ, mà do tổn thương vùng quanh răng ấy, đấy, thì nạo túi nha chú, chị có thể là tạo những cái nẹp như vậy, nẹp giống như là khi mình đã chỉnh nha này, chị để cố định giữ cái răng đấy, tránh cái trường hợp là nó gây sang chấn thêm, nó gây di chuyển răng nhiều hơn, nó gây tiêu xương nhiều hơn. Và tiếp theo đó nữa thì mình sẽ nói đến một số cái tác dụng phụ mình có thể gặp trong cái quá trình chỉnh nha của mình. Và sau khi chỉnh nha, anh chị kéo răng, di chuyển răng, nó có thể gây một số cái vấn đề. Đấy, tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn ấy, đúng không? Mình hay sử dụng cái vấn đề này. Thì khi bao giờ cũng vậy, tức là khi mình tưởng tượng này, mình gắn mắc cai này, đi dây cung hoặc mình kéo răng, thì mình phải hình dung trong đầu của mình là cái nó sẽ có những lực nào, có những cơ chế nào tác dụng vào cái răng của mình. Thì từ cái lực đấy thì nó làm cho răng mình nó di chuyển như thế nào, có cái nào mà mình mong muốn, có cái nào mình không mong muốn. Với cái mong muốn, ví dụ răng nó kéo ra cái sau chẳng hạn, ok, mình sử dụng cái lực đấy. Còn tác dụng phụ của nó làm cho răng trồi hạn, thì mình có thể bẻ dây hoặc là mình cắm vít đánh đún để mình hạn chế cái trường hợp răng nó trồi hạn. Đây là cách để mình tư duy, mình ứng dụng cái nào để trong trình nhau của mình, và cái nào mình thấy là nó không tốt thì mình cần phải loại bỏ nó, cần phải can thiệp. Thì những cái tác dụng phụ ấy, một là nó làm cho cái quá trình chỉnh nha mình khó khăn hơn, không theo ý muốn của mình, nó làm thời gian điều trị mình kéo dài hơn và còn